Anh Thắng xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và như thường lệ, trong thời lượng 10 phút của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Báo Hưng Yên cần đổi mới sâu sắc hơn để đạt đến tầm cao mới. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hưng Yên diễn ra trong sáng nay. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Báo Hưng Yên sớm đề xuất việc sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình mới, khai thác tối đa nguồn thu để xem xét tự chủ ở mức cao hơn, sớm xây dựng đề án xuất bản tuần san, nâng cao chất lượng báo điện tử, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong cơ quan. Thường trực Tỉnh ủy cũng giao các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn Báo Hưng Yên trong tổ chức bộ máy, định hướng công tác tuyên truyền, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho báo in, cơ chế xử lý nguồn tăng thu, đẩy mạnh việc đặt mua và đọc báo in. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng theo Nghị định số 78 năm 2002 của Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng trên 3.200 tỷ đồng, gấp trên 20 lần so với năm 2002. Từ hai chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng. Tổng dư nợ đạt gần 3.400 tỷ đồng, với gần 69.000 khách hàng còn dư nợ. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt trên 11.000 tỷ đồng, với trên 600.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Thương mại điện tử không chỉ giúp các đơn vị tiếp cận thị trường thông qua phương thức phân phối hiện đại, mà còn là một giải pháp tích cực nhằm kích cầu tiêu dùng. Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh tham gia đăng ký trưng bày và bán sản phẩm tại các sàn thương mại điện tử như Sendor, Shopee, Postmart với trên 100.000 sản phẩm tiêu biểu. Ngoài ra có trên 50 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm với trên 100 sản phẩm gồm đặc sản địa phương như hạt sen long nhãn, mật ong, nông lâm thủy sản, thủ công mỹ nghệ, điện tử công nghiệp, thực phẩm, chế biến đồ uống, dịch vụ du lịch lữ hành. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu triển khai xây dựng mô hình hòm thư góp ý đến 100% số khu dân cư trên địa bàn huyện. 110 hòm thư đã được Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu lắp đặt tại 110 khu dân cư, công khai tại nhà văn hóa hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng của các thôn, tổ dân phố, định kỳ một lần trên tuần. Do Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc tổ chức mở hòm thư góp ý. Thông qua hình thức góp ý này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để kiến nghị các cấp ủy đảng chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Văn Lâm phát hiện An Văn Học, sinh năm 1988, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an huyện đã tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh điều tra. Kết quả điều tra xác định từ tháng 8 năm 2021 đến nay, Học đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Văn Lâm vay tiền với mức lãi suất 5.000 đồng một triệu một ngày, mà không cầm cố thế chấp tài sản, chỉ thỏa thuận bằng miệng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền Học thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 200 triệu đồng. Được biết, Học từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen trưởng bản Vi Văn Truyền và người dân địa phương đã dũng cảm cứu thành công nhiều người mắc kẹt trong dòng nước lũ đến nơi an toàn. Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết qua phương tiện thông tin truyền thông, được biết các anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, Lê Minh Hương cùng nhiều người dân đã dũng cảm cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Trước đó vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 2022, mưa lớn khiến lũ quét kinh hoàng xảy ra tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đa phần bà con dân bản đều trở tay không kịp, nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Trước tình thế cấp bách, anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn cùng với một số thanh niên bơi qua suối cứu được 10 người mắc kẹt giữa dòng lũ quét. Bằng chiêu thức bám sát đuôi các xe lớn hay trèo lên vỉa hè của làn đường hỗn hợp, nhiều tài xế xe ô tô con đã trốn đóng tiền thu phí. Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2022, tại trạm thu phí BOT Quảng Trị xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của các vụ việc được xác định là do chủ các phương tiện khi đi vào các làn đường của trạm BOT bám sát đuôi các xe lớn với mục đích trốn việc đóng phí qua trạm.
Từ dữ liệu giám sát của trạm BOT cho thấy, mặc dù đã dán thẻ thu phí tự động nhưng tài khoản hết tiền, phương thức chủ yếu của cánh tài xế là bám đuôi các xe lớn hoặc trèo lên phần lan can của làn hỗn hợp để lo chạm. Cụ thể, khi barrier mở cho xe tải đã nộp phí lưu thông, xe con chạy sát phía sau cũng chạy qua. Lúc này, hệ thống barrier tại trạm BOT chưa kịp đóng lại. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi. Theo đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc CDC Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách. Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng, lãnh đạo cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế. Việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Phan Quốc Hải, cựu giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau để điều tra về hành vi tham mô tài sản và lập quỹ trái phép chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác định Hải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau mà Hải chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng sử dụng. Đối với hành vi tham mô, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn giữ lại các khoản kinh phí hoạt động rót về các trạm thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Các đối tượng nào không tìm được chứng từ thanh toán thì Khải chỉ đạo thuộc cấp tìm chứng từ thanh toán. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2016 đến năm 2018, Khải cùng thuộc cấp đã tham ô hơn 6,5 tỷ đồng. Nhằm chia sẻ động viên với những khó khăn của đồng bào nơi tâm lũ, hàng nghìn chiếc bánh chưng đang được người dân Thanh Hóa tất bật chuẩn bị để gửi vào huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Từ sáng tại sân đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, nhiều người dân đã có mặt để chuẩn bị gói bánh. Tham gia hoạt động ý nghĩa này là người dân địa phương và các xã lân cận. Được biết trong đợt này, nhà đền đã chuẩn bị 7 tạ gạo nếp đậu xanh, hơn 90 kg thịt lợn, lá dong, lá chuối để gói bánh chưng hỗ trợ bà con huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Dự kiến hôm nay, mùng 7 tháng 10, có khoảng 2.400 chiếc bánh chưng cùng với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được vận chuyển vào vùng tâm lũ Nghệ An. Ngoài bánh chưng, còn có khoảng 350 thùng nước uống, hơn 300 phần quà quần áo và gần 50 triệu đồng tiền mặt sẽ được trao hỗ trợ nhân dân Kỳ Sơn. Sau khi phải hứng chịu những đợt lũ lụt tồi tệ gây thiệt hại nghiêm trọng mà nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu, Thủ tướng Pakistan đang kêu gọi các nước phát triển chủ động hỗ trợ để đảm bảo sự công bằng trong trách nhiệm liên quan tới thiên tai. Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif chỉ ra rằng, trong bối cảnh Pakistan chỉ chiếm 0,8% lượng phát thải khí carbon toàn cầu, nhưng gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu, thì những nước phát triển, những quốc gia phát thải nhiều, phải chịu trách nhiệm và hỗ trợ Pakistan. Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề công bằng khí hậu mà Pakistan là nạn nhân từ tình trạng phát thải quá mức ở các nước giàu có. Thủ tướng Pakistan cảnh báo, nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có về y tế, an ninh lương thực và làn sóng di cư trong nước sau thảm họa mưa bão, bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài suốt nhiều tháng qua, khiến hơn 1/3 đất nước chìm trong lũ lụt. Sáng tác tranh trên đồng lúa đã trở thành một nét đặc trưng của huyện Busan, tỉnh Bắc Trung Cheong, Hàn Quốc. Mỗi năm người dân nơi đây đều trồng lúa theo cách thức đặc biệt để tạo nên những bức tranh khác nhau và năm nay cũng không ngoại lệ. Bức tranh trên cánh đồng lúa năm nay khắc họa hai linh vật của hội chợ triển lãm hữu cơ Busan năm 2022 diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10. Để chào đón sự kiện, trước đó các nghệ nhân địa phương đã sử dụng năm giống lúa có màu sắc khác nhau, gieo trồng theo kế hoạch đã định sẵn nhằm tạo nên hình ảnh mong muốn trên cánh đồng. Nghệ thuật tạo hình ảnh trên những cánh đồng lúa xuất hiện lần đầu tiên tại Busan vào năm 2008. Và đã được địa phương này đăng ký bằng sáng chế từ năm 2011. Không chỉ sáng tác tranh trên những cánh đồng địa phương, các nghệ nhân nơi đây còn tạo ra các tác phẩm ở nhiều nơi khác trên toàn quốc. Họ cũng bày tỏ hy vọng có thể góp phần xây dựng nền kinh tế địa phương theo hướng nông nghiệp cảnh quan, thu hút du lịch và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Tại Ấn Độ, có một ngôi làng nhỏ được mệnh danh là làng YouTube vì có 1/3 dân số tại đây làm nghề sản xuất các video để kiếm sống. Đó là Tulsi, ngôi làng nhỏ ở bang Chhattisgarh của Ấn Độ. Ngôi làng có khoảng 3.000 cư dân thì có tới 1/3 trong số đó tích cực làm video và đăng lên nền tảng YouTube để thu lợi nhuận. Trong số đó, người trẻ nhất 15 tuổi và người lớn tuổi nhất là cụ bà 85 tuổi. Khoảng 40 kênh chính thức có trụ sở tại làng Tulsi với nội dung phong phú từ hài kịch và âm nhạc đến giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của bản tin 18h30 phút ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.